Nhận tin nóng Phi Nhung chỉ còn vài ngày thở máy, Mạnh Quỳnh xót xa cầu nguyện nhắc về kỷ niệm 15 năm. Sức khỏe hiện tại của danh ca Phi Nhung vẫn là chủ đề được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Chính vì đặc thù của việc điều trị Covid-19, không có người thân bên cạnh, nên mọi động tĩnh của Phi Nhung đều phải chờ đợi và được sự thông báo từ phía bác sĩ, rồi sau đó gia đình mới biết, và đôi khi chỉ có những tiết lộ hiếm hoi trước truyền thông. Mới đây, con gái Phi Nhung chia sẻ một tin cực kỳ đặc biệt, Phi Nhung sắp phải rút ống thở. Nghe thì có vẻ rất nghiêm trọng và là một tin không vui, tuy nhiên trên thực tế, đó lại là một tin lạc quan nhất trong tuần. Bác sĩ sẽ rút ống thở khi Phi Nhung có thể tự thở được mà không cần sự can thiệp của máy móc. Đó chính là lúc Phi Nhung thực sự hồi phục. Bởi vì khi dùng ống thở trong thời gian dài, rất dễ gặp nguy cơ nhiễm trùng, nên việc nữ ca sĩ gần đây đã được cho tập thở và dần dần trở lại cuộc sống như người bình thường là một tin cực vui cho người hâm mộ. Ngay sau khi tin tức này được Wendy chia sẻ với Tri Di Phương Trinh và được cho biết trước truyền thông, thì danh ca Mạnh Quỳnh, người tình âm nhạc của Phi Nhung, đã gửi một lời tâm sự vô cùng xúc động gửi đến đồng nghiệp và tất cả mọi người. Mạnh Quỳnh nghẹn ngào đem nỗi niềm của mình vào lời bài hát từng được anh sáng tác cách đây đã gần 15 năm với tựa đề ca khúc là Tôi Vẫn Yêu Em. Tôi vẫn yêu em dù rằng em gian em dối. Tôi vẫn yêu em dù mộng ước vỡ tan rồi. Tôi vẫn yêu em dù người thay trắng đổi đen. Tôi vẫn yêu em dù đời tôi lắm muộn phiền. Sau lời bài hát, Mạnh Quỳnh nhắn nhủ, cầu mong cho mọi người được bình an. Những ngày gần đây, trong lúc Phi Nhung mỗi ngày chỉ được cho tỉnh dậy vài tiếng, thì trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều tin sai sự thật về giọng ca bông điên điển. Có tin đồn cho rằng Phi Nhung đã qua đời hoặc đã bay về Mỹ, gây ra rất nhiều hiểu lầm. Không những vậy, nhiều thông tin giả cũng làm ảnh hưởng tới cả những người thân quen của Phi Nhung, đặc biệt là người chị thân thiết như Việt Hương hay bạn tri kỷ Mạnh Quỳnh. Trong vài tiếng ít ỏi được cho tỉnh dậy để tập thở, mới đây, Phi Nhung đã phải nhờ quản lý gửi lời xin lỗi đến những người bị liên quan, đặc biệt là danh ca Mạnh Quỳnh. Tuy anh đã có gia đình êm ấm và các con đã lớn, tuy nhiên, rất nhiều tin đồn thất thiệt nói rằng anh chính là cha đẻ của con gái Phi Nhung. Thậm chí có những người còn nói rằng Mạnh Quỳnh đã ly dị vợ vì Phi Nhung. Họ còn giả mạo Mạnh Quỳnh, viết ra những bức thư dài mấy trang, cho rằng đó là bức thư gửi Phi Nhung. Việc đó quả thật rất ảnh hưởng đến gia đình của Mạnh Quỳnh. Nhận thấy vì trong lúc bản thân đang điều trị chống chọi với Covid, từ khóa tên Phi Nhung được sự chú ý quá lớn, dẫn đến việc người khác cố tình làm tin giả để ảnh hưởng tới đồng nghiệp, Phi Nhung cũng rất khổ tâm và sẽ có hướng giải quyết sau khi hồi phục trở lại. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh luôn là chủ đề được đưa ra bàn tán trên mạng xã hội, cũng một phần vì cặp đôi quá ăn ý, thậm chí là tình cảm trên sân khấu, nên cũng khó có thể tránh khỏi những tin đồn xung quanh. Bản thân Mạnh Quỳnh và cả Phi Nhung cũng không ít lần lên tiếng, nói rõ trước truyền thông, nhưng có vẻ như những câu trả lời của cả hai vẫn chưa thỏa mãn được sự tò mò của khán giả. Mới đây có rất nhiều tin đồn cho rằng Mạnh Quỳnh sẽ trở về Việt Nam để thăm Phi Nhung. Trước thông tin này, rất nhiều người tò mò, không biết rằng liệu phản ứng của vợ Mạnh Quỳnh ra sao, có hay không chuyện ghen tuông trong đó. Trong một lần phỏng vấn, nam ca sĩ điển trai đã thẳng thắn đối diện với truyền thông, trả lời câu hỏi này. Mạnh Quỳnh tâm sự chuyện vợ anh không vui, khi anh muốn về Việt Nam là có, tuy nhiên, trong gia đình, chuyện vợ chồng bất đồng ý kiến xảy ra thường xuyên, nhưng tính tôi an phận, không có bon chen, không linh hoạt như những người khác nên tôi là người xoa dịu. Tôi nói với vợ và giải thích cho cô ấy hiểu, nếu tôi về Việt Nam, bà xã ở nhà lo con cái, đi làm, nhà còn nuôi một chú chó đã 16 năm rồi. Khi được hỏi vợ Mạnh Quỳnh phản ứng ra sau khi ngày ngày đọc báo về chồng cũng đều thấy người ta nhắc đến người tình sân khấu Phi Nhung. Mạnh Quỳnh thẳng thắn trả lời, ghen thì chắc cũng có, vì đã là phụ nữ, ai cũng sẽ rất nhạy cảm khi thường xuyên thấy chồng mình chụp ảnh, diễn xuất ôm ấp người phụ nữ khác. Tuy nhiên, bà xã tôi chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ ra khó chịu về mối quan hệ giữa tôi và Phi Nhung.
Bởi ngay từ khi lập gia đình, cô ấy đã rất hiểu và biết thông cảm cho công việc của chồng. Đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Nhưng trước đây, Phi Nhung cũng từng thừa nhận có rung động với anh ngoài đời. Điều đó có khiến anh khó xử khi tiếp xúc thân mật với người từng thầm thương trộm nhớ mình không? Nam ca sĩ khéo léo trả lời, chắc lúc đó Phi Nhung chỉ nói đùa thôi đúng không? Có lẽ do hai đứa đã diễn với nhau quá lâu, nên đôi khi sẽ không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi tin cảm xúc của Phi Nhung khi đó chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn tri kỷ, cũng chưa tới mức độ để được gọi là yêu đương. Ở bên nhau hơn 20 năm, đâu là lý do khiến anh và Phi Nhung mãi không thể tiến tới tình yêu? Có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý, tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay, ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa, tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Vợ Mạnh Quỳnh là chuyên viên phân tích tài chính nên rất ít khi xuất hiện cùng chồng trước đám đông. Mạnh Quỳnh từng chia sẻ rất tự hào về bà xã khi vẫn luôn thấu hiểu cho công việc của chồng. Chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu khi chồng thường xuyên đi diễn xa hoặc tình tứ trên sân khấu cùng đồng nghiệp nữ. Trong khi bản thân Phi Nhung đã về nước hoạt động nghệ thuật thì Mạnh Quỳnh vẫn sống tại Mỹ, thỉnh thoảng có dịp anh mới trở về để biểu diễn. Lần hiếm hoi anh nhận lời tham gia một game show truyền hình tại Việt Nam. Những năm gần đây, Mạnh Quỳnh chủ động giảm khối lượng công việc để dành thời gian cho gia đình. Anh chỉ đi hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ sẽ hạn chế nhận show để ở nhà với vợ con. Ngoài ra, nam ca sĩ còn mở một phòng thu ngay tại nhà để có thể tự làm nhạc cho mình vào những lúc rảnh rỗi. Trong thời buổi dịch bệnh khó khăn, Mạnh Quỳnh không thể di chuyển thường xuyên về Việt Nam được. Cũng may mắn là gần đây, những show diễn ở bên Mỹ đã hoạt động trở lại, đặc biệt là những chương trình của Trung tâm Thúy Nga. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là người bạn diễn tri kỷ của anh là danh ca Phi Nhung. Vài ngày trước khi trở về Mỹ hội ngộ, lại phát hiện ra dương tính với Covid, nên phải ở lại Việt Nam tích cực điều trị. Sau gần 14 ngày, nhờ sự chăm sóc tích cực của bác sĩ, cũng như lời cầu nguyện của quý vị khán giả, Phi Nhung đã có những tiến triển ban đầu hết sức lạc quan. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn là Phi Nhung có thể bắt đầu hành trình hồi phục để trở lại như một người khỏe mạnh. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để vượt qua mùa đại dịch khó khăn này nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt thời gian qua.